Hàng loạt trận giao hữu trước thềm Euro đang diễn ra. Đầy kịch tính và kết quả thi đấu của những ông lớn sẽ làm mở màn bản tin cho ngày 6 tháng 6 ngày hôm nay. Ngoài ra, những cập nhật nóng hổi khác cũng sẽ có mặt trong clip dưới đây. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Gấu Mèo VN tin thể thao. Và hãy bắt đầu ngay bây giờ nhé. Được chơi trên sân nhà trong cuộc đối đầu với đối thủ yếu Luxembourg và Pháp đã có màn thể hiện sức mạnh hoàn hảo. Cụ thể là 10 cú sút được đội tuyển Pháp tạo ra trong hiệp 1 và thành quả của việc này là bàn thắng mở tỷ số do công của Kolo Muani. Đây cũng là pha lập công duy nhất của nửa đầu cuộc đấu. Các chú gà trống bước vào giờ nghỉ cùng lợi thế về mặt tỷ số. Thế trận sau đó vẫn diễn ra tương đối một chiều khi mà cách biệt được nhân đôi ở phút 70. Không những vậy, Kylian Mbappe cũng đã kịp điền tên mình lên bảng tỷ số trước khi hiệp 2 kết thúc. Đội tuyển Pháp đã có chiến thắng đậm đà 3-0 và tạo đà tâm lý trước ngày hội của bóng đá lớn của châu Âu. Đụng độ Andorra trong trận giao hữu trước Euro và Tây Ban Nha đã xuất phát với đội hình có nhiều ngôi sao. Việc này đã giúp tập thể xứ sở đấu bò chơi lấn lướt ngay từ đầu và có bàn thắng mở tỷ số do công của Ayo Perez vào phút thứ 24. Bên kia chiến tuyến, Andorra không thể ghi bàn trong hiệp 1, đành bước vào giờ nghỉ với bất lợi về mặt kết quả. Qua hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục tấn công mạnh mẽ và với sự tỏa sáng rực rỡ của Oyarzabal với cú hat-trick vào lưới đội Andorra. Ngoài ra, Ferran Torres cũng tạo cho mình một pha lập công. Chung cuộc, Tây Ban Nha hạ gục Andorra với tỷ số là 5-0. Được biết, Tây Ban Nha còn một trận giao hữu nữa gặp Bắc Ireland trước ngày ra quân tại Euro 2024. Một tập thể nữa cũng đáng rất đáng chú ý và ra sân vào đêm qua, đó là đội tuyển Bỉ trong cuộc đối đầu với lại Montenegro. Nhờ đội hình nhiều ngôi sao, đoàn quân huấn luyện viên Domenico Tedesco tỏ ra lấn lướt ngay từ đầu. Thành quả của việc này đó là bàn thắng mở tỷ số cuối hiệp 1 do công của Kevin De Bruyne. Thời gian sau đó chứng kiến hàng loạt sự thay đổi người của hai bên, nhưng Bỉ vẫn là tập thể thi đấu hiệu quả hơn. Ở phút 90+3, Leandro Trossard lên tiếng ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Bỉ. Và sau đó đội tuyển Bỉ sẽ có một cuộc đối đầu làm nóng trước Luxembourg trước khi bắt đầu chiến dịch Euro. Ngay sau chức vô địch Champions League lần thứ 4 liên tiếp vừa qua, thì huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã dồn sự tập trung cho vấn đề nhân sự tại kênh kênh trắng. Cụ thể, chiến lược gia người Ý vừa đề nghị đội trưởng Nacho từ bỏ ý định ra đi để ở lại Los Blancos thêm một năm nữa. Ở chiều ngược lại, ngôi sao người Tây Ban Nha cần thêm thời gian cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dường như sau khi chia tay Toni Kroos, Ancelotti muốn giữ lại một số công thần để đảm bảo yếu tố kinh nghiệm tại Los Blancos. Trong 24 giờ vừa qua đã xuất hiện khá nhiều tin đồn về việc Julian Alvarez có thể rời Manchester City ngay trong phiên chợ hè. Và cập nhật trên cũng khiến cho các fan của ông lớn nước Anh tỏ ra cực kỳ lo lắng. Hiện tại, Atletico Madrid là tập thể tỏ ra sốt sắng nhất với ngôi sao người Nam Mỹ. Thế nhưng nhiều tập thể tên tuổi khác như Real Madrid, Bayern Munich hay Barcelona cũng có thể là điểm đến tiềm năng của tuyển thủ người Argentina. Về phía Manchester City, nếu thực sự phải bán đi Julian Alvarez thì họ có thể yêu cầu mức giá từ 95 triệu euro trở lên. Chắc chắn với tài năng đã được khẳng định của tiền đạo người Nam Mỹ sẽ là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng ở thời gian sắp tới. Sau thời gian tích cực đàm phán thì Napoli đã chính thức ký hợp đồng cùng với huấn luyện viên Antonio Conte. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác với giao kèo có thể kéo dài đến 3 năm và nhiệm vụ của chiến lược gia người Ý là giúp đội chủ sân Diego Armando Maradona tìm lại thành công sau một mùa giải đầy bế tắc. Đây không phải là mục tiêu dễ dàng đối với Conte và việc đầu tiên Conte cần làm đó là khoanh vùng những mục tiêu tiềm năng mà câu lạc bộ có thể chiêu mộ. Dù xuất hiện trong khá nhiều tin đồn chuyển nhượng nhưng tương lai của Romelu Lukaku vẫn tương đối khó đoán. Phía câu lạc bộ chủ quản Chelsea, đại diện thành London không có kế hoạch tiếp tục sử dụng hoặc cho mượn tiền đạo người Bỉ. Vì vậy, những tập thể muốn sự phục vụ của chân sút 31 tuổi cần phải chi ra một khoản tiền để thực hiện một thương vụ mua đất. Hiện tại, Napoli là bên nghiêm túc nhất với giá chiêu mộ Lukaku và họ đang chú ý đến điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 38 triệu bảng của tiền đạo người Bỉ. Manchester City chính là tập thể thành công nhất của giải Ngoại hạng Anh ở nửa thập kỷ vừa qua với 4 chức vô địch liên tiếp. Việc này khiến truyền thông thắc mắc với mục tiêu tiếp theo của Pep Guardiola. Và câu hỏi trên đã được gửi đến trực tiếp đến vị chủ tịch Al Mubarak của The Citizen. Không mất quá nhiều thời gian, vị quản lý quyền lực cho biết bản thân mình muốn nhìn thấy đội chủ sân Etihad lên ngôi ở đấu trường khốc liệt nhất xứ sở sương mù lần thứ 5 liên tiếp. Và nếu như kỳ tích trên tiếp tục xuất hiện thì chỗ đứng của Manchester City trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục được củng cố. Dù chưa quyết định tương lai của huấn luyện viên Erik Ten Hag nhưng bộ nội bộ Manchester United vẫn thực hiện đàm phán gia hạn một số cầu thủ. Cụ thể, Quỷ đỏ xác nhận đang thảo luận đàm phán về một giao kèo mới với hai lão tướng đó là Jonny Evans và Tom Heaton. Dẫu cho bộ đôi trên không phải là kép chính ở Old Trafford, thế nhưng việc họ tiếp tục gắn bó với ông lớn nước Anh có thể giúp ban huấn luyện yên tâm hơn ở tình hình lực lượng. Tuy nhiên, các bên cần thêm những cuộc trao đổi trước khi đi đến thống nhất cuối cùng. Dù khoác áo Barcelona chưa lâu nhưng Victor Roque lại xuất hiện trong rất nhiều tin đồn chuyển nhượng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của huấn luyện viên mới, Hansi Flick
có thể giúp cho tương lai của tài năng người Brazil tại sân Camp Nou trở nên rõ ràng hơn. Nguyên nhân là do ông thầy người Đức muốn giữ lại cầu thủ xứ Samba để bồi dưỡng thêm. Thậm chí, Flick còn muốn tận dụng kinh nghiệm của Robert Lewandowski để giúp Victor Roque phát triển nhanh hơn. Tất nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là bản thân cầu thủ người Brazil cũng phải nỗ lực và để xây dựng một chỗ đứng tại Barcelona. Dù chưa thể lên ngôi tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng mùa giải 2023-2024 vẫn là một cột mốc rất thành công của Arsenal về mặt tài chính. Chỉ riêng trong đấu trường Champions League, pháo thủ đã đút túi đến 90 triệu euro và thống kê trên giúp việc pháo thủ có thể cân đối chi tiêu tốt hơn rất nhiều. Qua đó, đại diện thành London có khả năng xuống tiền để củng cố cho đội hình mình ở phiên chợ hè. Các fan Arsenal có quyền hy vọng và chờ đợi vào những bản hợp đồng chất lượng trong những thời gian sắp tới. Huấn luyện viên Frank Lampard đã nghỉ ngơi khá lâu sau khi chia tay Chelsea, nhưng rất có thể người hâm mộ sẽ thấy chiến dược gia này xuất hiện ở mùa giải tới. Theo Football Insider, ông thầy xứ sương mù đang có cuộc đàm phán tích cực với câu lạc bộ Birmingham City. Ngoài ra cũng có một số tập thể khác đang dành sự quan tâm cho Frank Lampard. Vì vậy, huyền thoại của The Blue có thể lắng nghe những lời đề nghị trên và đưa ra cho mình một sự lựa chọn hợp lý nhất có thể. Hành trình của thủ thành Adrian tại Liverpool tưởng chừng như đã khép lại sau bản giao kèo giữa hai bên kết thúc vào cuối mùa giải. Thế nhưng lữ đoàn đỏ mới đây đã xác nhận về việc đề nghị lão tướng người Tây Ban Nha ký gia hạn hợp đồng cùng đại diện thành phố cảng. Do vậy, phía Arsenal sẽ cần cân nhắc một chút trước khi đưa ra lời phản hồi. Ở chiều hướng hơi khác một chút, Liverpool cũng tái khẳng định việc Joe Matip và Thiago ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. João Neves là mục tiêu đang được Manchester United tập trung theo đuổi. Thế nhưng giữa quỷ đỏ và đội bóng chủ quản của cầu thủ 19 tuổi là Benfica vẫn còn cách biệt khá lớn về mặt định giá. Theo cập nhật mới nhất, lời đề nghị trị giá 51 triệu bảng đã được đội chủ sân Old Trafford đưa ra và nhanh chóng bị phía Benfica cự tuyệt. Nguyên nhân là do Benfica muốn thu về ít nhất 85 triệu bảng từ tuyển thủ Seleção châu Âu. Do vậy, Manchester United cần cân đối lại tài chính trước khi gửi lời đề nghị tiếp theo. Ở trên là những cập nhật đáng chú ý nhất về thế giới bóng đá trong 24 tiếng vừa qua, và tối nay thì huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có một trận đấu ra mắt cùng đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Philippines. Cảm ơn các bạn đã đón xem những tin tức nóng hổi trong 24 giờ qua tại kênh Gấu Mèo VN Tin Thể Thao. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung sau.